cứu tôi. Bám chắc vào. Từ từ đợi tí nhá. Bám vào đây. Nào. Đội ơn, đội ơn cứu mạng của ân nhân. Ơn huệ gì? Họa vô đơn chí mà. Này, thế nhà cửa ở đâu? Dạ thưa ân nhân, em mồ côi từ nhỏ, không nhà không cửa, hàng ngày nhặt củi làm kế sinh nhai ạ. Thế à? Dạ vâng. Khổ quá nhỉ. Vâng. Này, tôi cũng ở một mình, hay là chú về ở cùng tôi cho vui? Được thế, thì còn gì bằng ạ. Hôm nay ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Ngọ, năm Mậu Tuất, hai anh em chúng con họ Lý tên Thông, con họ Thạch tên Xanh, xin kết nghĩa anh em. Kể từ giờ phút này, con là anh, con là em. Nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mãi mãi bên nhau. Chú này. Dạ. Hai anh em mình kết nghĩa anh em mà không có chén rượu nhạt. Em có đây. Vậy thì anh em ta cắt máu ăn thề. Đại ca. Để đại ca, dũng cảm lên. Mời đại ca. Mời đấy. Có đập không đại ca? Đập. Chú, đợi anh tí. Anh có hai miếng ngọc bội của gia tiên để lại. Chú giữ một miếng, anh giữ một miếng. Còn ngọc, còn người. Đại ca, em nguyện suốt cuộc đời này đi theo đại ca. Đời chẳng hề quen nhau, đến khi gặp nạn trở thành anh em. Tạo hóa xoay vần thời thế, thế thời. Nhiều làm ơn cứu người lại gặp oan gia. Tiểu thư nhà giàu suốt ngày đong đưa, trèo lên cành khế còn mộng mơ lấy được phò ma, đúng là viền vông. Trời ơi, ôi trời, trời thâu không trời. Nhá nhá nhèm nhèm trăng trăng đèn đèn đốt pha làm liều lại được kỳ công.
mãi truyền nhau. Thế nhân mãi còn đây, thế nhân vẫn truyền nhau. Câu chuyện của nước non Lý Thông. Làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ? Boni Happy kích thích tuyến yên, tiết ra hormone tăng trưởng, không chỉ hỗ trợ điều trị tận gốc bệnh mất ngủ mãn tính mà còn giúp bạn cải thiện và phục hồi sức khỏe. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Làm thế nào để giảm hút thuốc lá? Hãy bắt đầu bằng cách súc miệng bằng Boni Smoke trước khi muốn hút thuốc. Boni Smoke sẽ kết hợp với nicotine trong khói thuốc làm mất vị ngon của thuốc lá, giúp bạn hết cơn thèm thuốc. Boni Smoke chưa từng thất bại. Này nhá, bà nói cho mà biết nhá, rượu mà cứ như lần trước ý thì đừng có mà vác xác ra đây nhá. Ở cái chợ này toàn những người khôn mồm thôi. 5 đồng tất cả, bán thì lấy, không bán thì gánh về. Bà bắt nạt anh tôi vừa thôi chứ, chẳng qua lần trước anh tôi bất cẩn để con mèo nhà hàng xóm nó mửa vào rượu nên nó mới chua như thế. Lần này bà thử cho còn gì nữa, ngon mà. Ta không biết, một lần bất tín vạn lần bất tín. Cái rượu đấy á, ta chỉ để cho lũ cửu vạn thôi nhá. Nhưng mà chừng ấy chưa đủ tiền gạo. Có bán không? Bán thì xếp vào, không bán thì biết. Này, để tôi về nhá. Mèo mửa vào rượu, con mà làm như mèo mửa ấy, đúng là chó mèo. Em về rồi. Chú về rồi đấy hả? Hôm nay thế nào hả chú? Mụi trả có 5 đồng. Mụi chê. Mà cái mụ này hỏng có mỗi một lần, mà sao mụ ấy cứ bắt nạt mình mãi thế nhỉ? Đứng này thì không đủ trả tiền men, thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Em nghĩ rồi, hay là anh em mình chuyển nghề khác? Không được, anh em mình chỉ có mỗi cái nghề nấu rượu. Anh chỉ bủng beo như thế này, làm cái gì nặng cái gãy xương ngay. Ui, tưởng gì, sức khỏe thì em có thừa đây này. Lúc trước em đi bổ củi và gánh nước thuê rồi, được ra phết. Hay là anh cứ ở nhà đi, em nuôi. Hả? Chú nuôi anh á? Vâng. Thôi, ai lại để cho chú vất vả bán sức lao động như thế. Được rồi, để anh tính nhá. Dạ. Thằng họ lên đây không đâu rồi? Nhà đây. Chú đâu rồi? Em trốn rồi, anh tự lo. Sao nghĩ anh thế? Anh trốn à? Chúng mày có định trả tiền men cho bà không thì bẩu hả? Chúng mày định trốn nè à? Có mà trốn lên đằng trời bà cũng tìm ra nhá. Bà rủa cho rượu cho chúng mày chua như cứt mèo ý. Không trả thì ngày nào bà cũng sang. Hai cái thằng mặt người kia. Đi chưa? Rồi. Ôi trời ơi. Đau quá. Anh, sao suốt ngày phải trốn nợ thế này? Thì đã nói là để anh tính. Rồi khổ quá cái gì.
Ôi, anh cướp ơi, anh xin anh đi chỗ khác thôi. Nhà tôi nghèo lắm, nợ nần chồng chất, không có gì cho anh lấy đâu. Xin anh đi. Cướp bọc gì đâu. Lạnh quá, không có tiền thuê nhà trọ. Nhà cậu có chồng, làm ơn làm phúc cho lão chú quàng một đêm. Lạnh quá. Hóa ra là cụ già. Ôi giời ơi, mưa gió thế này cũng đi đâu cho nó khổ. Thế thôi, đi, đi vào nhà đi. Đội ơn cậu, đội ơn cậu nhiều. Thôi vào đi, đi ướt hết rồi đi này. Lắm. Xong đây rồi. Rồi. Nhà có mỗi cái giường thôi, không còn nằm tạm đây nhá. Tổ quá rồi. Nằm đây. Dạ, đội ơn cậu. Chắc là cụ chưa ăn cái gì hả? Để có ít cháo loãng ăn cho nó ấm bụng nha. Thế thì còn gì bằng ạ? Cả ngày hôm nay lão chửa có gì cho vào bụng. Đây. Ăn đi. Vâng, đội ơn cậu. Ăn từ từ thôi, không không nó nghẹt. Cái chú ngủ ở trên giường kia là cái số sướng. Giày có sập thì chú ấy vẫn cứ ngủ ngon. Sướng cái gì, anh em chúng tôi còn đang nợ nần chồng chất ấy. Chú nói thế nào chứ, vào đây một cái là tôi thấy hai chú sắp sửa có vật đỏ tìm đến ấy. Hả? Là nào? Nghĩa là hai chú không thể tách rời được nhau. Người này giàu sang thì kẻ kia sẽ nghèo hèn. Ngược lại. Hai anh em chúng tôi đã cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em thì phải luôn ở bên nhau chứ. Có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Làm sao mà tách rời nhau được. Nhưng mà cái sự đời ấy, nó lại cứ quái quăm thế cái chứ lị. Này, thế ai giàu, ai nghèo? Thế cậu muốn ai? Thôi thì cứ để cho tôi giàu đi nhá. Bởi vì đằng nào tôi phải kêu mang cho cậu cả đời cơ mà. Cậu ấy trông to khỏe thế thôi nhưng mà ngờ nghệch lắm. Vàng bạc vào tay cậu ấy có khi đội nón ra đi hết. Cứ để cho tôi giàu đi. Thế nào? Bây giờ cậu rút đi. Nếu cậu rút được cái thẻ đỏ ấy, có nghĩa là cậu sẽ được mọi sự như ý đấy. Tôi rút à? Đỏ à? Thế tức là có nghĩa là tôi giàu à? Không những giàu mà cậu còn rất giàu. Chỉ có điều. Điều gì? Giàu thì người đời sẽ ghét, mà nghèo thì người đời sẽ thương. Giàu thì ghét, nghèo thì thương. Thế là thế nào? Chắc là do chúng nó thấy tôi giàu có để ghen ăn tức ở chứ có cái gì đâu. Kệ chúng nó, cho ít tiền cười nhạch ngay mà chứ có cái gì. Thôi cứ giàu rồi tính sau đúng không? Nhưng mà cậu phải nên nhớ điều này, khi người ta đã giàu rồi thì phải học cách cho bớt đi để được giàu mãi. Giàu cho bớt đi thì lại giàu mãi. Đúng vậy. Có hiểu nhỉ? Thôi cụ ơi, cụ ngủ đi nhé. Anh em chúng tôi bây giờ lo ăn từng bữa là không xong nữa. Thôi ngủ đi. Này. Cậu phải cất kỹ cái này đi, đừng để mất. Mất đi, những chuyện tôi vừa nói với cậu nó sẽ không linh nghiệm. Ừ.
Anh ơi, em ra chợ rồi. Xanh ơi, có thấy cái lão già? Ơ, cái thằng này đi nhanh thế nhỉ? Đâu? Không thấy nhỉ? Quay lại. Có nhẽ là mình mơ. Các bác ăn gì cứ gọi nhá. Bác à, Thạch Sanh đấy hả? Tôi mang rượu đến cho bác ơi. Nào, hôm nay rượu ngon lắm đấy nhá. Rượu của bác đây. Rượu ngon nè. Xin bác tiền. Gửi tiền cậu. Các chú ăn thấy có ngon không? Xin bác. Không có gì. Nào, của bác đây. Cứ xếp gọn vào đấy nhá. Đây, cứ để đây. Bác cho xin tiền ạ. Đây, tôi gửi tiền nhá. Cảm ơn cậu nhá. Hẹn các bác ăn uống vui vẻ nhá. Sao U lại sai mình đợi nợ nhỉ? Mà thôi, đã đến đi rồi thì phải vào. Không sợ. Không sợ. Ê, nhà ngươi có phải họ Lý tên Thông không? Vâng, tôi là Lý Thông đây. Tiểu thư là ai? Nhà ngươi mau trả tiền cho U tôi đi. Đừng có thấy mẹ quá con côi mà bắt nạt đấy. Tôi hiểu rồi. Tiểu thư, tôi mời tiểu thư vào trong nhà có gì ta nói chuyện. Chứ ở ngoài này nói chuyện nợ nần tôi nghe nó không tiện. Tôi không vào đâu. Nhớ mày vào, anh đánh bả hại đời tôi thì sao? Sao tiểu thư lại nói như thế? Mà này, trông cái mặt anh cũng không đáng tin đâu. Này, cái mặt của tôi là do cha sinh mẹ đẻ nó đã như vậy. Chứ nó không muốn như thế đâu. Ô, tôi dặn như vậy đấy. Nhưng mà thôi, cứ thử vào nhà anh một lần xem có cái gì giá trị không, để tôi còn bắt nợ. Đi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư, mời tiểu thư dùng chén trà xanh. Trời ơi. Sao thế nhỉ? Tiểu thư thông cảm, răng với miệng thế này uống nó toàn rơi thôi. Thưa tiểu thư, tiểu thư có thể về nói với U là thư thư cho chúng tôi vài bữa. Chúng tôi hứa sẽ trả đầy đủ. Chúng tôi không dám quỳ, chỉ vì dạo này là hàng họ bán kém quá. Nhà anh cũng chẳng có cái gì giá trị nhỉ? Nhà tôi chỉ có hai anh em, tôi với cậu em trai. Hay là tiểu thư lấy hai anh em tôi về để trừ nợ. Nè, anh đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt tôi đấy nhá. Ai thèm lấy người nhà anh hả? Không không, ý tôi không phải là lấy người về làm chồng, mà là lấy người về làm công. Tôi bảo lấy người làm chồng khi nào hả? Tôi cứ tưởng là ý tiểu thư như thế. Anh đừng có mà thôi nhá, tôi không thèm đôi co với anh nữa. Anh mà không mau trả tiền cho U tôi ý, là U tôi sẽ đến dỡ ngay cái nhà của anh ra, biết chưa? Tiểu thư, tôi đi về đây. Ô kìa, tiểu thư quên cái này. Quên cái gì? Tiểu thư quên cái lá đa. Lá đại. Đại à? Đa. Lá 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 lá. Anh à, em về rồi đây. Sao
hai anh em nhà này chả thấy liên quan gì đến nhau nhở? Ai đấy hả anh? Con bà buôn men rượu. Ui dồi, lại đến đòi nợ à? Hết mẹ rồi đến con. Ghê gớm. Ghê gớm thật. Này, mê tiểu thư con nhà người ta rồi hả? Hả? Thôi đi vào nhà đi. Đi. U sai mày đi đòi nợ mà mày đi đến giờ này mới về đấy hả? Con không làm được cái việc đấy đâu. Nhà chỉ có U với mày. Thế bây giờ U bận, mày không làm thì ai làm? Thế nó bảo sao? Nhà thì trống hết trống hoác, chả có cái gì cả. À, chỉ có mỗi cậu em vừa to khỏe vừa đẹp trai. Đẹp trai? Bảo mày đi đòi nợ hộ, mày đã không đòi được rồi, về mày lại còn khen nó đẹp trai. Đẹp trai có mài ra mà ăn được không hả con? Thì đấy, người ta muốn đi ở để trừ nợ cho U đấy. Hả? Nó bảo mày thế à? Vâng. Mặt trời đứng bóng rồi mà sao chuối vẫn chưa về nhỉ? Đi tìm. Ôi ơi, cứu. Hả? Cứu tôi. Bác bị sao đấy hả? Ôi này, bác có sao không hả? Hả? Đâu có ai đây không? Bác tỉnh dậy đi, tôi đưa bác đi thầy lang nhé. Ôi giời, nào cố lên. Ôi giời, nào lên từ cổng nào. Ôi giời, ôi khổ quá đi. Nào cố lên. Ông đây rồi. Đúng rồi. Ủa, bà ơi, nào ông đây này. Ôi giời, cẩn thận. Ông có sao không ạ? Ông ơi, trời ơi, khổ chưa? Ông làm gì dân ông nỗi này hả ông? Ông, tôi đang đi thì thấy ông ấy hô lên bảo là bị cướp. Cướp à? Ôi giời ơi. Ôi giời, không có một đồng ngân phiếu nào nữa cả. Người, chính người cướp của ông ấy đúng không? Không, tôi lẻo khẻo thế này thì cướp được của ai? Nếu mọi người không tin thì cứ đợi ông tỉnh dậy cho mà kia, hỏi. Mày ngửa cái mặt mày xem nào. Cái mặt mày tao trông gian manh lắm. Mà cái mắt thì mắt to mắt bé. Lại thêm cái nốt ruồi trời nhanh giữa mặt kìa. Mày đúng là thằng ăn cắp. Đánh cho nó một trận. Đứng mày nó đi. Mày nhìn cốc này. Ăn cốc này. Cho một chết này. Cho một chết này. Chết đi. Mày chết này. Ông vẫn còn sống. Ôi trời còn sống à? Ai đưa ông đi thầy lang? Dạ. Ôi trời ơi. Ông ơi. Để con tao không về nhá. Nhanh. Nào. Đánh tôi. Cẩn thận. Ôi giời. Anh làm sao đây? Chú Xanh à, anh thấy có người bị ngất, anh cứu người ta, thế là bị người nhà người ta đánh anh. Mẹ cha cái bọn vườn, anh để em. Kìa chú, thôi, dù sao thì họ cũng đi rồi. Em đưa anh về. Nào, lên đây. Nào. Từ chắc vào. Quốc áo. Nào, chắc vào. Ah!
Anh ơi, anh buông ra, bỏ đi. Anh buông ra, anh không được làm vậy. Mà kìa, chú cứ để tôi cắt. Anh chết rồi, em biết sống với ai? Ừ, cái chú này. Anh thôi đi, nếu anh nhức quá để em đi trả thù. Không việc gì vậy, tôi thử. Ừ, kìa, tôi chỉ định cắt cái nút ruồi này thôi mà. Ui dồi ôi, thế mà em cứ tưởng anh định cắt cắt cổ. Ôi trời ơi, chú nhìn xem, tôi bị chửi vì cái mắt này, cái nút ruồi này và cái hàm răng này. Thì sao đó? Ai cũng bảo là cái mặt tôi trông nó đều giả, nó xảo quyệt, nó không đáng tin, nó lưu manh. Ôi kìa, tôi chán lắm rồi, tôi chỉ muốn đập cái mặt này của tôi đi rồi làm lại từ đầu. Anh, bố mẹ sinh ra mình có sao chịu vậy, tâm tính là do tu dưỡng mà thành. Với em, anh luôn là người tốt. Nếu anh là người tốt thì không chỉ vì cái nốt ruồi mà người ta nghĩ anh xấu được. Anh kệ người ta, mình cứ sống tốt là được anh ạ. Thì mình vẫn làm điều tốt đi thôi. Thế nhưng mà vận hạn nó vẫn đến, nợ nần nó cứ chồng chất. Em xem nào. Ây, ây, ây. Có đau không? Đau. Em nghĩ thế này anh ạ, em có sức khỏe, cả ngày không tận dụng hết đâu phí. Hay là anh cho em sang ở đợ nhà mụ Tú, trả nợ cho mụ Ý. Không được, sao lại để cho chú làm thế? Này, sang đấy nhớ mụ Tú mụ lại ăn thịt chú thì chết. Với lại chú còn phải ở nhà để gánh rượu ra chợ bán nữa cơ mà. Thịt em cứng lắm, còn lâu muối mới nhai được. Anh yên tâm, rượu vẫn bán, nợ vẫn trả, thế là được chứ gì. Đồng ý đi anh. Biến chứng tiểu đường gây mờ mắt, giảm thị lực, mất cảm giác, tê bì chân tay, suy thận, yếu sinh lý, cao huyết áp. Boni Diabetes giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Mẹ ơi, con bị ho. Con bị sổ mũi rồi. Thực phẩm chức năng Boni Kiddy gồm sữa non, sữa ong chúa, hoa cúc, tăng cường sức đề kháng cho trẻ, tác dụng tốt với chứng biếng ăn chậm lớn, giúp phòng tránh các bệnh đường hô hấp. Sản phẩm của Canada. Boni Ancol làm giảm cảm giác thèm rượu, giải rượu và bảo vệ gan thận khỏi tác hại của rượu. Ngày trước, bữa nào anh cũng chơi một lít, uống cái Boni Ancol này vào, không thèm rượu nữa, đầu óc tỉnh táo. Boni Ancol vừa cay được rượu, vừa giải rượu rất tốt, anh đã cay được rồi đó. Thế à? Boni Ancol đã thay đổi cuộc đời tôi. Là một trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, Thẩm mỹ viện Thiên Hà đã chứng minh được sự chuyên nghiệp của mình qua các dịch vụ với dàn máy móc hiện đại từ các nước có ngành làm đẹp phát triển. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, hơn thì sự yên tâm khi đến với Thiên Hà và sẵn sàng thách thức với thời gian. Cam kết đồng hành cùng chị em trong quá trình làm đẹp, giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống, cùng bạn thực hiện ước mơ. Thiên Hà, hotline 094-827-9393. Vận động dưới thời tiết khắc nghiệt, sức nóng mặt trời làm mất nước, mất khoáng, gây suy giảm thể lực. Thạch rau câu uống Exai được tạo ra từ tinh chất rau sủng tự nhiên, chứa hàm lượng lớn kali và các khoáng chất cần thiết, giúp phục hồi thể lực, bổ sung nhanh lượng kali và các khoáng chất khác cho cơ thể, tăng cường sức khỏe tim mạch và cơ bắp. Exai mát dịu, sảng khoái vị trong biển và nhân dừa tự nhiên. Thạch rau câu uống Exai tái tạo năng lượng tức thì. Cũng được, nhà này cũng đang thiếu người làm. Ruộng vườn ao chuông, việc nhà việc cửa là bà giao hết cả cho mày. Mỗi một ngày bà tính 3 hào, cứ thế cộng lại, bao giờ trả hết nợ thì nghỉ. Nhưng mà... Nhưng nghỉ gì? Tôi phải nói trước là mỗi ngày tôi chỉ xin làm từ trưa hôm nay đến sáng ngày hôm sau thôi đấy ạ. Ồ, sao lại lạ đời thế? Bởi vì buổi sáng tôi phải về gánh rượu ra chợ cho anh tôi. Anh tôi ốm yếu, không làm việc nặng được. Thôi, muốn làm thời gian thế nào thì làm, miễn là hoàn thành công việc trong ngày cho bà là được. Ừ. Anh sang đây làm cái gì? Sang làm để trừ nợ đấy.
Thế thì đi theo tôi có việc cho anh luôn đây. Đi nào. Này, U nó thỏa thuận xong đâu. Kệ U. Nó cứ làm như nó vớ được con trâu tốt không bằng. Anh đi vào đây. Tiểu thư sai bảo gì tôi ạ? Đổ nước cho tôi tắm. Quên, gội đầu. Xong rồi đấy ạ. Tiểu thư xong rồi. Thế đã xong rồi đấy à? Vâng. Nhanh thế. Vâng. Thế còn việc gì nữa không ạ? Thế thì đi mà hỏi U tôi ấy. Dạ vâng. Thân chú ấy, vì mình mà phải chịu vất vả. Không, không thể như thế này được. Mình phải ra chợ xem bà con người ta buôn bán như thế nào để mà học chứ. Ừ, đúng rồi. Bán đi chợ vui chứ ạ. Ai đánh rơi giữa đường này? Quyển sổ này chắc là quan trọng đây. Em xin về ăn cơm với anh. Ôi trời ơi. Em sợ anh buồn. Để lấy cơm cho chú. Vui quá. Đấy, ăn đi. Để anh gắp cho chú. Đấy, rồi, ăn đi cho khỏe. Ăn đi cho kể cho anh nghe. Nhá. Mũ bảo gì em làm hết. Bỏ cồi này, giặt rũ này, nấu cơm này, cuốc đất này. Này, thế còn cô tiểu thư, con bà ta thì sao? Giỏi ơi, lúc nào chẳng thế, vẫn cứ xinh đẹp ấy mà. Xinh đẹp à? Đại ca, thầm tướng trộm nhớ rồi phải không? Đâu? Chối. Mà thôi, không nói chuyện đi nữa. Hôm nay buồn quá, anh đi ra chợ xem người ta làm ăn thế nào, thế lại nhặt được cái túi. Có tiền không? Không có tiền, nhưng mà có cuốn sổ ghi nợ nhiều lắm. Đâu? Đi, để em xem nào. Đi. Thế thì xem là của ai mà trả cho người ta, không khổ người ta. Anh cũng vừa đọc qua loa rồi, nó là của hiệu cầm đồ an sinh ở trên huyện. Anh xem, mang trả cho người ta nhá. Bây giờ em sang bên kia trông nồi rượu, rồi ngủ luôn bên đó. Sáng sớm mai em về, em gánh rượu cho đại ca nhá. Anh này, thế đã ăn no chưa? No rồi, yên tâm. Thế nhá, em đi đây. Khổ chu quá rồi.
Người đâu mà vừa khỏe mạnh vừa chịu khó thế không biết. Ước gì mình lấy được anh Thạch Sanh nhỉ. Để anh giúp. Thôi em ra chợ cho nó sớm. Nhá. Này, chú đi cho nó sớm rồi về sang bên đó kẻo người ta mong. Vâng. Anh cũng dọn dẹp nhà cửa một cái, xong rồi lên chợ huyện trả cho người ta cái cuốn sổ nợ. Đúng rồi. Nhá. Đi đi. Anh đi cẩn thận nhá. Nằm ở đây. Nào, có cái gì không? Nào, bọn đàn vào. Thôi rồi, cái bếp này mãi không chạy. Rơm, đúng rồi. Lên rồi. Dưới này hết chỗ chơi rồi hay sao mà tiểu thư lên tận đấy ạ? Con mèo nó leo lên cây không xuống được. Tôi phải trèo lên để bắt nó xuống. Ôi dồi. Bây giờ không xuống được. Này, sao anh cứ quay mặt đi như thế thế? Gớm, tiểu thư ngồi như thế, làm sao mà tôi quay lên thế này được ạ? Thế anh nhìn thấy cái gì ạ? Mà thôi nhá, ngồi yên đấy, để tôi đi lấy cái thang. Nhanh lên. Đây. Đấy, ôi, gớm nữa. Tiểu thư lớn rồi mà nghịch dại quá đấy. Nào, đợi mèo xuống trước nhá. Mèo ơi. Nào. Nào. Nó đi. Bắt đèn tràng đấy. Nào, nhanh lên. Đỡ tà đi nhá. Được rồi. Gác cái chân vào đây. Rồi. Nhẹ nhàng. Rồi. Bình. Ê, đỡ ta. Bình tĩnh. Quá. Ôi giời ơi. Bình tĩnh. Nào. Ôi, nhanh lên. Tập bếp cả mông ta rồi. Tôi xin lỗi tiểu thư. Tại tiểu thư nặng quá đấy ạ. Không sao, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng chứ. À mà này, ngươi đừng có nói chuyện này cho mẹ ta nhá. Của anh mình. Tiểu thư đấy à? Chiều nay tôi bắt cá nấu canh chua cho tiểu thư ăn nhá. Ê, đồ ngốc, mình đã tỏ ra như thế rồi mà không biết trong đầu nghĩ gì nữa. Chưa được cái con này. Sao vậy? Ấy. À, được rồi. Con này to quá. Thì hay có cái gì đó, có cái gì đó. Ôi, sao lại, sao lại, sao lại, sao
Chết bơ cơ mà. Ui, 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 ui. Nào, nào, bình tĩnh. Ui dồi ôi, làm sao thế này? Tiểu thư, tiểu thư. Dạ. Dạ. Đáp thư. À, đúng rồi, đúng rồi. Đại ca ơi, em xin lỗi đại ca. Tất cả chỉ vì mạng sống của con người. Tiểu thư ơi, tỉnh lại đi. Biết ăn nói thế nào với bà chủ bây giờ? Được rồi, thôi được rồi, để tôi bế tiểu thư về. Ôi. Trời ơi, tiểu thư còn sống à? Rồi ạ, anh làm dập cả mông tôi rồi đấy này. Tôi cứ tưởng cô chết rồi. Thôi dở hơi, phí của rồi. Chỉ được cái tỏ xa. Này, đừng có mà vớ vẩn. Thằng này không bao giờ ăn đồ thờ cúng nhá. Đại ca. Đại ca. Đâu? Đại ca. Đi đâu mà giờ này vẫn chưa cơm nước gì thế nhỉ? Ôi, đại ca. Đại ca. Đại ca vào đây. Đi đâu giờ này mới về? Làm sao thế này? Anh bị bọn cửa hàng cầm đồ nó đánh. Sao lại thế? Sao người ta lại đánh anh? Anh làm phúc cho người ta cơ mà. Anh mang quyển sổ đến trả thì người ta lại vu cho anh là ăn cắp, lấy hết tiền rồi mang quyển sổ đến để đòi tiền chuộc. Quân bất lương. Trời ơi, sao anh tôi lại khổ thế này? Dạ bẩm bà. Quá ngọ rồi, bây giờ mới đến à? Dạ, bà thông cảm. Hôm nay anh con ốm nên con sang hơi muộn. Nhưng bà yên tâm, công việc con làm một loạt là xong hết ạ. Thông biết chặt cảm. Thôi đi làm đi. Dạ, vâng. Phải nghĩ kế. Để cho cái thằng này nó ở đây cả ngày mới được. Đống củi này. Thạch Sanh đâu? Dạ. Dạ bà bảo. Vâng. Trời ơi, nếu có cái việc gì. Bà cho gọi con ạ. Hôm nay trở rời, người bà đau quá cơ. Mẹ bóp người cho bà nhá. Ôi dồi, dạ. Tiểu thư đâu ạ? Cái này nam nữ thụ thụ bất thân. Con không dám đâu ạ. Tiểu thư đi vắng rồi. Cái gì mà thụ với trẻ thân? Ta bằng tuổi mẹ người đấy. Ta cho phép. Đấm đi. Đấm đi nào. Bóp. Nào. Từ bây giờ trở đi, ở bên này cả ngày nhá. Không cần phải đi bán rượu nữa. Mỗi một ngày ta sẽ thưởng thêm cho một hào. Dạ không được đâu ạ. Con phải về bán rượu cho anh con ạ. Nếu mà người không chịu ở đây cả ngày ý, ta sẽ trừ đi một hào. Như vậy còn có hai hào thôi. Mà như thế người sẽ ở cái nhà này lâu đấy. Làm sao mà người cứ nhắm mắt thế? Dạ bởi vì con ngấy lắm mà. Ai.
Rồi. Sao nặng thế nhỉ? Vàng. Này, Phùng ơi, cậu mới mua cái gì mà ăn tôi đã đói. Em đây. Dí mặt vào đây nhìn xem đây, nào. Em đây chứ ai nữa. Mở cửa ra. Sáng ra đóng cửa kín mít thế này. Đặt khăn nước đây này. Chú, chú. Này, sao nhà cửa lại tung tóe thế này hả anh? Mà anh làm sao đấy? Bị cảm đấy à? Không. Sao mặt cứ tái dại thế kia? Chú ơi, có cái gì mà lại cứ phải bọc bọc giấu giấu? Xem nào, anh nhặt được cái này ở trong rừng. Vàng. Chúng mình giàu rồi. Ông rời thương anh em mình rồi. Thạch Sanh ơi, Thạch Sanh ơi,
mình giàu thật rồi à? Giàu rồi, giàu rồi, sướng khẽ thôi không lộ. Giàu rồi, giàu rồi, giàu rồi, giàu rồi. Tai biến mạch máu não là mối hiểm họa đe dọa sức khỏe người cao tuổi. Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị sau tai biến mạch máu não? Hãy sử dụng Boni Oxy 1. Boni Oxy 1 giúp làm tan cục máu đông, giảm cholesterol máu, chống đông máu, giảm hình thành huyết khối, ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Boni Oxy 1 giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi cả trí nhớ lẫn vận động. Boni Oxy 1, sản phẩm của Canada. Làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ? Boni Happy kích thích tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng, không chỉ hỗ trợ điều trị tận gốc bệnh mất ngủ mãn tính mà còn giúp bạn cải thiện và phục hồi sức khỏe. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. BTE, giải pháp karaoke chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với kho nhạc khủng của các ca sĩ trong và ngoài nước, hệ thống đại lý phân phối phủ rộng trên toàn quốc. Thông tin chi tiết liên hệ 1900 636081, website bte.vn. Là một trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, Thẩm mỹ viện Thiên Hà đã chứng minh được sự chuyên nghiệp của mình qua các dịch vụ với dàn máy móc hiện đại từ các nước có ngành làm đẹp phát triển. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, hơn thực sự yên tâm khi đến Thiên Hà và sẵn sàng thách thức với thời gian. Cam kết đồng hành cùng chị em trong quá trình làm đẹp, giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống, cùng bạn thực hiện ước mơ. Thiên Hà, hotline 094 827 9393. Này Sen. Dạ. Mày thấy U thế nào? Nhìn có đến nỗi ngấy quá không? U của con là nhất. Mà sao U lại hỏi con như thế? Nghe cứ như là tảng thịt mỡ ấy. Thì có người nói U mới hỏi. À U này, tại sao U không nghĩ cách cho Thạch Sanh kia ở nhà mình làm cả ngày đi U? Cô không phải dậy. Có ai ở nhà không? Mở cửa. Ra xem ai đi. Chào tiểu thư. Lại là anh à? Lại đến để vay tiền U tôi chứ gì? Không không. Nợ cũ còn chưa trả hết. Thông không đến để vay tiền. Thông đến để trả tiền cho mẹ tiểu thư. À, thế à? Cứ tưởng. Vào đi. Sao? Đến trả nợ á? Thuộc ở đâu mà được lắm thế? Tôi không đi ăn trộm ăn cướp của ai cả. Tôi đến để trả hết nợ cho bà để chú Thạch Sanh nhà tôi không phải đi ở đợ. Cái gì? Kiểu thế này chú Lý, tôi đã đời đâu mà vội trả. Cứ để cho chú ý ở, đỡ đần bên này vài bữa, rồi hãy tính nha. Không, tôi không muốn chú Thạch Sanh nhà tôi về khổ. Cái gì đấy? Chú. Dạ. Có nhà mới rồi, từ nay hai anh em mình thoát cảnh nghèo rồi. Đêm nay em ngủ ngon rồi, không sợ bị đòi nợ nữa. Bê vào, chú bê vào để em. Cái này ở đâu ra? Hình như là trong đống đồ cũ em vơ cả sang đây đấy. Giàu thì người đời sẽ ghét, mà nghèo thì người đời sẽ thương. Anh,
Sao đấy? Trả xong hết nợ, nhẹ cả người đại ca. Nào, hai anh em ta cát. Mời chú. Mời đại ca. Chú ăn đi nhá, ăn đi. Ngon không hả? Ăn đi cho thoải mái, ăn cho nó sướng. Anh làm sao đây? Cái này à, cái này em đánh cá ở ngoài ao, thấy nó vướng vào lưới, tiện tay em nhặt về dùng để gãi lưng. Thích lắm anh ạ. Từ lần sau chú không được mang những thứ linh tinh này về nhà nữa, nhớ chưa? Dạ. Vâng ạ. Thôi ăn đi. Dạ. Cho đi, phải lấy được lòng người trước khi bị ghét. Đại ca để em cầm. Cầm lại. Em trả đi. Còn đến rồi kia kìa. Nào bà con xếp hàng, ai cũng sẽ có phần. Mọi người nhanh nào, nhanh nào, ăn đi không đói. Đây là cháu miễn phí. Nào, đây, của bác đây. Em đúng là có một đại ca tốt. Sao thời buổi này có nhiều người tốt thế bà nhỉ? Nào các bác ở phía sau, khi người ta đã giàu rồi thì phải học cách cho bớt đi để được giàu mãi. Kìa anh, múc tiếp đi nào. Nào các bác ơi, cứ xếp hàng vào, vẫn còn rất nhiều cháo nhá. Chúng nó làm cái gì đấy hả? Nó làm từ thiện đấy mà. Úi giời, đã là họ Lý Tiền Thông rồi lại đến thành Lý. Đúng là cái thằng điên. Mấy thằng các bác ơi, theo tao. Của bác. Xử đi của bác. Ra ra. Ông muốn gì? Mày bỏ ngay cái thói chơi ngông đi, thằng họ Lý Tiền Thông này nhá. Này bác, anh tôi có nợ nần gì bác mà sao bác lại ăn nó như vậy? Chơi ngông,
Chưa xong đâu. Mày cứ tưởng mày làm từ thiện là được à? Hả? Đi. Quân bắt lương. Anh có làm sao không? Chú còn vào đỡ đòn cho anh làm gì? Anh dậy đi, chú có đau không? Em thì nhầm nhò gì? Em to khỏe thế này cơ mà. Nhưng mà anh, khổ thân anh. Để em đưa anh về. Tao thề từ đây sẽ không bao giờ tao làm điều tốt nữa. Nói vừa thôi, để ta còn tính. Ui giời ơi, cháy trụi thủ lụi như thế này rồi. Thế này thì biết lấy đâu ra ngân khố để mà xây dựng lại cái chiến lị. Không khéo mình lại phải làm đơn lên phủ xin trợ giúp ấy. Mà không hiểu xin có được không nữa. Bẩm quan, tôi có ý này. Ý gì? Ngươi là ai? Thằng Lý Thông bán rượu đấy mà. Hả? Bẩm quan, tôi họ Lý tên Thông, nhà cuối làng, vốn là kẻ bán rượu, nhưng được rời thương nên có chút của ăn của để. Tôi xin tình nguyện bỏ tiền ra để sửa sang lại toàn bộ khu chợ này. Thế thì còn gì bằng. Hay quá. Ta đang lo không biết phải lấy ngân khố đâu ra để xây dựng lại chợ đây này. Đúng là người anh em. Này người anh em, thì người là ai mà sao trước đây ta không biết nhỉ? Bẩm, tôi chỉ là một kẻ thảo dân hèn mọn, đâu được mắt phượng của ngài để ý. Nhưng để làm lại cái chợ này thì... Thì cái gì? Cứ nói đi, ta nghe thử. Hả? Bẩm quan, chợ thì cháy rồi, tôi sẽ cho xây mới hết, xong xuôi. Bọn thương nhân muốn buôn bán ấy, hàng tháng ngoài việc trả tiền thuế cho huyện, thì xin cho tôi một phần để hồi vốn về. Người nói cũng có lý đấy. À mà này, này. Cái mức thuế bấy lâu nay thì đã quy định đàng hoàng rồi. Này nhá, một phần ấy thì để nộp lên phủ này, một phần thì giữ lại để huyện chi tiêu này. Tính toán là vừa vặn hết rồi. Tại không còn khoản nào để mà chi thêm nữa. Bẩm quan, cái khoản của tôi sẽ thu riêng. Chỉ cần quan đồng ý thôi, không can dự vào. Tôi sẽ có cách để nói cho họ hiểu. Chứ còn để chờ ngân sách mà xây chợ mới thì có mà chờ đến mộc thất. Con cá bên ngựa đã kêu. Ta đang tính, có lẽ cuối năm ta sẽ vi hành lần nữa.
chuyến đi vừa rồi ta ngỡ ra được nhiều điều. Dạ bệ hạ anh minh ạ. À, xin hãy đợi vào xuân rồi hãng đi, vừa là vi hành vừa là ngắm cảnh mùa xuân luôn ạ. Nhắc đến cảnh vật, ta lại nhớ đến hương vị bát cháo hôm trước được thưởng ẩm ở nơi ấy. Dạ. Chà, đúng lúc đói được bát cháo thơm làm ấm cả lòng. Có đi mới thấy thiên hạ còn nhiều người tốt. Dạ. Không như những kẻ ếch ngồi đáy giếng mà kêu ca đâu. Bẩm bệ hạ, con còn nghe nói là chính cái người mà nấu bát cháo công đức đó ấy, còn bỏ tiền túi ra để mà xây chợ mới cho bà con đấy ạ. Sao? Người nói cái gì? Xây chợ nào? Dạ, cái chợ mà hôm ngày vi hành qua nó bị cháy rụi đấy ạ. Huyện đó còn không biết lấy tiền đâu để mà xây. Thế mà cái tên đấy nhá, bỏ cả tiền túi ra để mà xây không công cho bà con đấy. Được, được lắm. Người tốt như thế phải ban thưởng và khả phong mới được. Dạ đúng ạ. Xếp vào kia, nhẹ cái tay thôi. Đấy, còn mấy chuông trong kia kìa. Nhanh lên, khách khứa đến đầy bây giờ đấy. Ôi dồi ôi kìa, bụi vào hết chung bây giờ. Rượu thì toàn là rượu mông. Chào bà con. Dạ chào quan ạ. Dạ chào chú Lý. Chào bà chủ. Chủ quán này. Dạ. Hôm nay là ngày đóng thuế rồi nhá. Dạ vâng ạ, có đây ạ. Dạ đây nộp quan ạ. Thế này là thiếu. Bà phải nộp thêm 10 đồng nữa. Ôi giời ơi, gì mà nhiều thế. Tháng trước tôi cũng nộp như thế này mà. Tháng trước là tháng trước, mà tháng này là tháng này. Đây, bà nhìn lại xem. Chợ được sửa chữa, hàng quán thì khang trang, khách khứa thì đông nườm nượp gấp đôi gấp ba. Vậy mà tiền thuế lại đòi nộp như tháng trước là sao? Vậy thì tiền đâu ra sửa chợ hả? Ôi giời ơi, nhà họ Lý có lòng tốt xây chợ cho dân, thế tại sao lại bắt chúng tôi nộp thêm tiền? Thì Lý Thông tôi cũng đâu có biết. Tôi thì cũng vốn được cái chợ mà lên, thấy chợ cháy thì rón tay làm phúc, chứ còn cái việc điều chỉnh như nào là do huyện. Ôi giời ơi, thế thì chết dân chúng em. Chợ cháy chùi như thế này, bọn em đã phục hồi được đâu, mà sao bắt chúng em nộp nhiều tiền thế? Nói nhiều quá. Đây cũng chỉ thừa lệnh trên thôi nhá. Muốn gì lên huyện hỏi. Nộp đi. Nộp cho xong đi. Nào. Đi. Ôi giời. Thế thì còn buôn bán cái nỗi gì này, nữa. Chắc tôi cũng phải có nhờ những quan trên chứ, để các bác thế này khổ quá đấy. Bây giờ chú là chỗ thân cận với các quan, nhờ chú nói hộ chúng tôi mấy câu cho dân chúng tôi đỡ khổ. Mọi người đã phục hồi được đâu, lấy đâu ra tiền mà nộp nhiều thế? Thôi được rồi, để lúc nào rảnh tôi sẽ nói với quan trên. Thôi tôi đi. Còn chú. Ôi giời ơi. Tưởng bác còn đang tâm sự. Tâm sự cái gì? Này, chỗ này vắng người, chia tiền cho tôi luôn đi. Sao bác không để về nhà quan rồi chia luôn? Việc này là quan làm ngơ cho chúng ta nhé. Này, tôi đã tính kỹ rồi nhé. Tổng cộng là 38 hàng quán phải nộp thuế đợt này, vị chi là 380 đồng. Đưa đây. Nhìn. Nhìn chỉnh. Này, nhớ nhé, là phải ngậm cái miệng vào, nhớ chưa? Nhưng mà đi. Dạ. Đây à? Người gọi đi. Chú Lý ơi,
Dạ. Ai thế ạ? Mở cửa, mở cửa, dạ, mở cửa. Viện quan đấy ạ. Chào chú Lý. Kính mời các đại quan vào nhà. Họ Lý tên Thông tiếp chỉ. Quỳ. Dạ. Lý Thông nghe đây. Dựa vào những gì mắt thấy tai nghe, ta khen thưởng cho tài năng tâm đức của Lý Thông. Nay ta khen thưởng 100 lượng vàng và 4 chữ tài năng tâm đức khâm thường. Đội ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Nào, đứng dậy, chúc mừng nhá, chúc mừng chú Lý nhá. Này chú Lý, tôi phụng sự triều đình hơn 10 năm rồi mà cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng được nhà vua trực tiếp ban thưởng như thế này đâu. Chúc mừng nhá. Này, dạ, khiêng vào nhanh lên, nhanh lên. Mọi người, vào đây thôi, chúc mừng. Sen. 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 Ôi trời ơi, làm sao mà mặt mày cứ như ngỗng nghỉa thế hả con? Con không sao ạ. Thôi, thế là U biết bệnh của mày rồi. Thèm một bãi cứt chó đấy mà. Sao U lại nói con như thế? Thế mày không nghe các cụ nói à? Gái phải hơi dai, như thầy lại gặp cứt chó đấy con ạ. U này. Này, U bảo này, U nghe nói sắp tới có cái đợt tuyển thê thiếp cho nhà vua. Hay là mình đi thi đi, biết đâu lại một bước lên tiên con nhỉ? Con không đi đâu. Con á, con chỉ thích lấy chồng gần nhà thôi. Để thi thoảng con còn về thăm U chứ. Ôi cái con này, vinh hoa phú quý lại không thiếp. Nếu mà làm thiếp của nhà vua ấy, khôn khéo thì sẽ được phong tước phi. Có khi còn làm hoàng hậu chứ chả chơi. Sao mà nghĩ ngắn thế hả con? Bệ hạ có hàng trăm hàng ngàn thê thiếp. Có những người á ở đến già mà bệ hạ còn không bao giờ thèm ngó đến. Ôi giời ơi, như thế thì làm sao mà chịu được U nhờ? Mày nhìn U đi này. U ở vậy từ bấy đến giờ nuôi mày, có làm sao đâu. Xem nào. Đẹp thì đẹp rồi, các thứ đâu ra đấy. Thế nhưng mà... Nhưng sao hả U? Mày cứ nghĩ mày đẹp là đủ hả con? Nghe U nói đây này. Mình á, phải cho cái thằng thợ vẽ một tí, để nó vẽ mình đẹp đẹp lên một tí. Các thứ là phải ngon hơn một tí. Thế rồi mình phải cho cái thằng dâng vua một tí, để nó mau dắt mình vào long sàng. Cả đời U á, chưa bao giờ U lên kinh. Thế dưng mà U biết, ở đâu cũng thế thôi. Không có tiền, chó nó thèm ngửi con ạ. Lằng nhằng như thế á, thì con chỉ muốn ở nhà với U thôi, không có thê có thiếp gì hết. Này nhá, câu đã mở mắt rồi ý, là phải có người rước nghe chưa? Là con gái của U thì phải gả vào những nơi đàng hoàng, chí ít ra là phải tứ trụ triều đình nghe chưa? Chú Lý có nhà không? À. Anh ơi, nhà có khách. Hả? Dạ, mời quan cùng với mọi người vào đây ạ. Chắc là anh con đang ở trong nhà. Mày kịp đi ông rồi. Đi vào. Dạ. Đa tạ Đức Vua ban thưởng. Đa tạ Đức Vua ban thưởng. Đấy, quan thấy chưa? Chúng đã bảo là anh con bận lắm. Từ sáng đến chiều chỉ ngắm chữ với lệnh chữ thôi mà mất cả ngày. Đức Vua ban thưởng. Các bác thông. Đây đây. Chú Lý thông. Chú Lý. Đứa nào đấy? Anh. Quan anh à. Chào các bác. Sao hôm nay tôm lại đến nhà rồng thế này? Mời quan anh với các bạn ngồi đi. Ngồi đi. Ơi, vui quá. Bác Lý này, phải chăng mấy chữ kia là của vua ban? Ừ.
bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thôi thôi đứng. Nhưng mà trên kia viết cái gì vậy bác? Không biết chữ à? Cũng biết đôi chút, nhưng mà mấy chữ kia em chưa được học. Nghe đây, dạ. Chữ này là tài năng tâm đức. Bất cứ ai được vua ban chữ này thì dù có phạm trọng tội cũng được miễn trừ hết. Lạy vua, lạy vua. Ta là ghen với đệ đấy. Cả cuộc đời ta lao lực phục vụ dân, phục vụ nước mà đã được vua ban cho chữ này đâu. Đấy. Bái phục, bái phục. Công nhận, nghĩ ra cái trò này cũng hay phết. Có khi anh em ta cũng phải đi làm công đức, làm từ thiện để kiếm tí. Mà cái trò này nhá, bỏ một kiếm mười, thả con săn sắt, bắt con ca rô đấy bác ạ. Đúng quá. Phải chăng hôm nay quan bác với con đến đây có việc gì? Chẳng là hôm nay đi theo quan tri huyện đến đây xem quan sái được gì không mà. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn kết giao thêm tình thân. Sau nữa là chú Thông đây có công việc gì thì rủ chúng tôi theo với. Phải vừa thêm người, vừa bớt việc, vừa là cho chúng tôi cái tí vận đỏ của chú. Tưởng gì chứ, tôi thì cũng mới chập chững thôi. Cũng phải học hỏi thêm các ông nhiều. Mà nhất là quan tri huyện ấy. Có phải không? Chí Phạm Thông này, đây cũng toàn là chỗ thân hữu. Vâng. Cho nên là tôi mới dẫn họ đến đây để gặp chú. Đúng ạ. Từ nay chúng mình cùng một nhóm. Một nhóm. Ô, đây, bên tiểu đường của bác nặng hơn em. Phép lạ nào khiến bác thay đổi nhanh như vậy ạ? Vì tôi dùng cái này. Em cũng dùng Boni Diabet. Boni Diabet giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Boni Diabet không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Chúc các con hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đừng lo, đã có Boni Hair rồi. Boni Hair giúp khôi phục màu tóc tự nhiên, ngăn chặn và đảo ngược quá trình bạc tóc, chống rụng tóc. Có Boni Hair không lo bạc tóc. Là một trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, Thẩm mỹ viện Thiên Hà đã chứng minh được sự chuyên nghiệp của mình qua các dịch vụ với dàn máy móc hiện đại từ các nước có ngành làm đẹp phát triển. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, hơn thì sự yên tâm khi đến Thiên Hà và sẵn sàng thách thức với thời gian. Cam kết đồng hành cùng chị em trong quá trình làm đẹp, giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống, cùng bạn thực hiện ước mơ. Thiên Hà, hotline 094-827-9393. Hoàn toàn mới đã xuất hiện. Lapati được tạo nên từ tinh chất trong sụn tự nhiên, vị trứng tươi và caramel thơm lừng, cho cuộc vui bất tận. Lapati thật caramel hoàn toàn mới. Trời ơi, con đây là con ơi. Có chuyện gì hả U? Con không biết gì à? Thằng Lý Thông nó bị sao quả tạ rơi trúng vào đầu. Nó được nhà vua khen thưởng, bây giờ á giàu khủ rồi con à. Nó giàu thì liên quan gì đến con? Sao lại không liên quan? Mày không thích lấy vua thì thôi. Bây giờ thằng Lý Thông nó ở gần nhà, lại không thích là sao? U thích thì U đi mà lấy, con không thích. U để ý kỹ cả cái làng này rồi. Chỉ có một mình cái thằng Lý Thông mới là sáng giá nhất thôi. Nó vừa thân thiết với quan tri huyện, lại được nhà vua ban chữ vàng miễn tử, lại được dân ngưỡng mộ khắp nơi. Thế mày không lấy nó thì mày lấy ai? Mà mày nhìn kỹ đi, mày chỉ là đứa con gái có tí nhan sắc thôi. Mày mà không vồ lấy nó à, nó ra ngoài kia, rồi ôi đàn bà con gái nó vồ ngay vồ luôn, nghe chưa? Nhưng mà con thích... Thôi con không nói đâu. Thích ai? Nói ngay, có phải cái thằng Thạch Sanh đấy không hả? Vâng. Ôi giời,
Ôi trời ơi, là trời ơi, trời ơi. Con ơi là con, sao mày lại ngu dại thế hả con? Đường quang mày không đi, mày lại đi quàng vào cái bụi rậm đấy. Cái thằng Thạch Sanh á, nó chỉ có trên răng dưới, dưới chân đất nhá. Nó chỉ có cái mã thôi chứ có cái gì hả? Con nhà này ấy là phải gả vào chốn cao sang. Không đời nào tao gả mày cho cái thằng vai u thịt bắp đấy nhá. Nhưng mà con thích anh ấy. Còn cái tên họ Lý tên Thông kia, nhìn cái mặt gian ác con đã ghét rồi, con không lấy đâu. Không được, tao đã cho người đi làm mối rồi. Mày á, nhất định phải lấy Lý Thông. Kệ u. Có ai trong nhà không? Đứa nào đây? Tôi. Chào cậu. Mụ cũng muốn đến đây để xem chữ. Ôi dạ, chữ mới nghĩa cái gì? Này, tôi đến ý là để mang phúc đến cho nhà cậu đây. Phúc gì? Thôi đi vào đây tôi nói cho mà nghe. Mụ có chuyện gì? Nói đi xem nào. Này, tôi bảo này, cậu sống trong một cái căn nhà rộng rãi như thế này mà cậu không cảm thấy là nó lãng phí à? Gì? Tôi còn có chú em Thạch Sanh nữa. Biết rồi, biết cái cậu à, vai u thịt bắp biết rồi. Thế nhưng mà cậu vẫn không cảm thấy lạnh lẽo à? Anh em tôi tình như thủ túc, ấm áp lắm. Gớm, nói chuyện với chú chán bỏ mẹ được ý. Mà này, tôi nói cho cậu biết nhá, cậu bây giờ là tiếng vang khắp cái vùng này rồi. Mà lại toàn giao du với mệnh quan triều đình nữa. Đây, đây này, còn được vua tặng chữ nữa cơ chứ. Cho nên là sống như thế này không được, không được. Này, bà nói thế là như thế nào? Tóm lại là tôi muốn làm mai cho cậu một cô nương rất là xinh đẹp. Cậu bây giờ là giàu có rồi, cứ phải hưởng thụ đi, không thể sống như thế này được. Ôi giời, thế mà không nói thẳng nên là cứ vòng vo. Tôi là tôi chưa tính những điều đấy nhé. Ồ, riêng tôi đã giới thiệu cái đám này à, cậu chưa tính cũng phải tính. Cô nào? Lại đây, tôi bảo. Đây này. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhà nó không ưa gì nhà tôi. Mà nghe đâu là tiểu thư nó đã có đám khác rồi. Đám nào? Tôi nói cho cậu biết nhé. Còn cái đám nào hơn đám cậu nữa nào? Ôi dào ơi. Này, tôi nói cho cậu biết nhá, riêng cậu ấy, đến tôi còn ngưỡng mộ chi là. Đã thế thì mày chết với ông. Cái cậu này, cậu bị làm sao chứ? Tôi đang nghiêm túc với cậu nhá, cậu đừng có vớ vẩn nhá. Ô hay cái bà này, tôi nói gì bà? Tôi đang nói tiểu thư cái kia. Phải rõ nhà cái cậu này, tôi cứ tưởng. Này, bây giờ trong sự nhờ bà đấy nhỉ. Được rồi, cậu yên tâm đi, riêng cái đám này ạ, tôi mà giới thiệu cậu thích ngay. Được. Nào, chào bà. Chào bà. Chào bà. Chào bà. Nhanh lên nào. Đi vào đây nào, vào hết đây, bày biện hết rồi, các con ra hết ngoài đi nào, để bà làm việc. Dạ thưa bà, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi đưa cậu Lý Thông sang đây để ra mắt, coi như là gặp gỡ hai bên gia đình ạ. Chả nói dấu gì bà, cậu Lý Thông nhà tôi bây giờ là tiếng lành đồn xa, mà khắp làng trên xóm dưới bây giờ là ai ai cũng đều nghe thấy tiếng cậu đi ạ. Dạ thưa bà, cậu Lý Thông nhà tôi đây đã thầm thương trộm nhớ cô Sen nhà ta đi ạ. Dạ, mong bà nhận cái chút tấm thịnh tình này ạ. Dạ. Đầy nữa nhiều không? Dạ, mong bà nhận ạ. Cháu Sen nhà tôi đây được gặp gỡ cậu Lý là phúc đức quá. Dạ. Mời nước Bắc Lang Quân đi con. Tiểu thư. Sen.
có sao? Dạ thưa bà. Dạ, nhà cậu Lý đây chỉ còn có hai anh em thôi ạ. Đều mồ côi cha mẹ. Dạ thưa bà, cậu đây là Là Xanh. Sang đây gánh nước mấy lần rồi. Xanh này, Xanh xuống bếp pha giúp tôi ấm nước mới nhá. Dạ vâng ạ. À, để tôi chỉ chỗ cho. Tiểu thư. Dạ thưa bà. Chú Lý này. Dạ. Chuyện cũ ấy, cho qua đi. Bây giờ là tôi giao con sen cho chú đấy. Nhưng mà này, phải để ý đến cái cậu em trai của chú đấy. Tổ lắm. Chỉ được mỗi cái. Cái gì? Vai u, thịt bắp, mồ hôi sờ. Thì chú ấy vẫn khỏe mạnh, thật thà từ xưa mà. Bao giờ con sen nó sang bên đấy, chú cho cậu Thạch Sanh sang bên tôi mấy bữa phụ giúp. Để cho hai vợ chồng son nó còn có điều kiện nha. Dạ. Tôi bảo này, tôi thấy công to việc lớn gì chú cũng đều lo được cả. Thế mà sao cái chuyện đàn bà con gái chảnh mảng quá. Lại tôi bảo. Tôi về nhá. Về nhá. Có ai ở nhà không? Đây. Đây, có người mở cửa đây. Tiểu thư sang chơi ạ? Ô, tôi bảo. Bảo gì thì bảo, mời tiểu thư vào nhà trước đã. Dạ. Đại ca. Tiểu thư sang chơi. À? Úi giời ơi, tiểu thư. Kính chào tiểu thư. Thạch Sanh. Dạ. Xuống dưới bếp thì con lợn tạ rưỡi để thiết đãi tiểu thư nhé. Dạ. Dạ, em sợ tiểu thư ăn không hết đâu ạ. Ăn không hết à? Thế thôi, thịt con gà tiểu thư nhé. Dạ. Đi. Tiểu thư, mời tiểu thư ngồi xe nước. Ô, tôi bảo sang giao cái này cho anh. Tôi đi về đây. Ok, tiểu thư thì tiểu thư cứ ngồi uống nước rồi tính sau. Mời tiểu thư ngồi. Ngồi đi. Mời tiểu thư dùng trà. Anh làm cái gì đấy, ướt hết cái váy tôi rồi. Tiểu thư để tôi phủi cho. Thôi không cần. Kìa tiểu thư, tôi cũng chỉ muốn lau chỗ nước trên người khổ tiểu thư thôi. Quá, tôi đã bảo không cần rồi. Tiểu thư, ta sẽ cho ngươi một phát luôn. Tiểu thư, và giúp tôi một tay cắt tết con gà. Anh giết gà? Đúng rồi. Eo ơi, sợ thế. Tôi không giúp được anh đâu. Tiểu thư để tôi. Tiểu thư làm sao đây? Tiểu thư Tiểu thư ở kia. Tiểu thư. Xanh. Chú ơi. Chú. Tiểu thư không làm gì để anh phật ý đâu, mà chú lại lùa nàng như thế này. Tiểu thư. Tiểu thư đứng lại. Tiểu thư đứng lại. Tiểu thư đứng lại. Tiểu thư mà không ở lại đại ca mắng tôi chết. Tiểu thư. Kìa, Thạch Sanh,
Có việc gì thì cứ từ từ nói. Lỗi tại anh chứ không phải tại tiểu thư đâu. Ơ kìa, Thạch Sanh. Ôi trời ơi, con ơi. Trời ơi, sai mà đi cứ một tí thôi là u sốt ruột rồi. Mày nói cái gì mà để nó đuổi giết mày thế hả? Tôi đã bảo là tôi giết nó. Thạch Sanh, tôi giết nó. Chú làm cái gì hả? Tôi xin cầu. Cứ xin cầu, con tôi nó có làm điều gì sai trái thì cậu tha cho nó. Tôi biết là cậu thích con tôi, nhưng tôi lại gả nó cho Lý Thông. Tôi sai rồi, xin cầu, tôi lại cầu. Ô, không phải đâu. Tôi xin cầu. Cậu tha mạng, cậu đừng giết con tôi chỉ có một mụn con gái thôi, tôi xin cầu. Không phải, tôi làm thịt con gà để đãi tiểu thư. Không may, máu nó bắn vào mặt tiểu thư, làm tiểu thư sợ hãi đấy chứ ạ. Ôi trời ơi, thế mà chú làm anh tưởng là chút thịt tiểu thư cơ đấy. Ôi trời ơi. Em xin lỗi đại ca. Bây giờ mời bà và tiểu thư về nhà xơi thịt gà. Xơi? Xơi cái con tiểu ấy. Đi về. Về. Ơ kìa, đã xơi gì đâu. Về. Dạ. Cũng tại em cả. Em xin lỗi anh. Hey, anh em mình tình như thủ túc, đàn bà nó cũng chỉ như là cái áo thôi. Tôi biết là cậu thích con tôi, nhưng tôi lại gả nó cho Lý Thông. Tôi sai rồi. À, hóa ra là như thế. Thảo nào mỗi lần gặp mình nó lại cứ dãy lên như là gà bị cắt tiết. Để cho tôi vào nào, cho chúng tôi vào. Trời đùa, làm sao thuế tăng cao lên như thế hả? Mà không một lời giải thích cho dân. Này tôi nói cho biết nhá, chúng tôi chỉ dạy một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Cứ cho chúng tôi vào. Các mụ nghĩ đây là đâu mà muốn cho vào là vào hả? Ôi trời ơi, ước hiếp đàn bà phụ nữ để bà con. Cái gì mà ôi giời ơi hả? Dạ. Mới sáng sớm ra, có chuyện gì? Ôi trời ơi, dạ quan lớn đây rồi, xin ngài minh xét ạ. Thôi được rồi, ta đây rồi, cứ từ từ mà nói. Dạ, bẩm quan, từ khi xây xong chợ mới đến giờ, chúng con phải nộp thêm bao nhiêu là loại phí ạ? Nào là thuế môn bài, thuế tháng, rồi lại còn cái phí gì nữa ạ? Ôi, dạ bẩm quan, chúng con kinh doanh nhỏ lẻ, lãi á chỉ bằng ngón tay út như thế này thôi. Thế mà chúng con phải nộp thêm bao nhiêu loại tiền, dạ bẩm quan minh xét ạ? Thôi, có nhầm không? Ta là quan chi huyện ở đây, tất cả mọi việc ta nắm rất rõ. Chỉ có một loại thuế thôi, ta không thu thêm cái gì cả. Bấm nhầm là nhầm thế nào ạ? Cả bao nhiêu người ở đây cũng giống trung quan ạ? Dạ đúng thế đấy ạ. Đúng ở đây quan ạ. Dạ thưa quan. Dạ bẩm quan, quan giải thích rõ cho chúng con. Chứ thu mà không nói rõ như thế này thì dân chúng con ấm ức lắm ạ. Buôn bán ngày càng kém đi. Vâng. Cứ thu như thế này thì chúng con chỉ có nước từ từ thôi ạ. Dạ đúng rồi. Thôi được rồi, được rồi. Ta ghi nhận điều này và ta sẽ cho điều tra rồi trả lời sớm nhất nhá. Nhưng mai là đến ngày nộp thuế tháng rồi ạ, chúng con không nộp đâu. Đúng ạ. Đấy ạ, chúng con không nộp. Chúng em mình không nộp. Điên này quá. Tiểu thuế định nộp thuế nào cũng cao nốt đường nào thế. Lấy đâu ra làm mặt lông vịt đấy ạ. Chị em không thế, không mình không nộp. Đúng thế, chảy nếp người ta vừa thôi. Rồi, ngày mai tạm thời chưa thu vội, hiểu chưa? Thôi về đi, về về. Vâng, nói lời thì phải giữ lấy lời. Quan nhớ đấy. Thôi tao mang ngay chúng đi về đi. Về này. Dạ, gọi ngay cho tao cái thằng thu thuế lại đây, hiểu chưa? Rõ. Dạ quan cho gọi con à. Ôi giời ơi, khổ lắm. Mày là cái thằng trực tiếp đi thu thuế, mày giải thích cho ta nghe xem. Đã thu thuế tháng rồi, lại còn thu thêm cái thuế gì hả? Hả? Dạ, thuế gì? Thuế gì? Bẩm quan, con cũng thấy thu thế là cao. Dạ nhưng mà ông Lý Thông, ông ấy bảo thế nào thì con phải thu thế. Ôi giời, thế thì mày làm việc cho phủ, cho huyện, hay là mày làm việc cho thằng Lý Thông hả? Dạ, dạ bẩm quan, con làm việc cho quan à, con làm việc cho quan à. Thế lệnh của tao mày bỏ đâu rồi? Dạ, hả? Dạ hả? Bẩm quan. Dạ, hôm đó, ừ, trước mặt ngài, hả? Và cả mọi người nữa, à? Lý Thông nói thế mà ngài đồng ý, hả? Cho nên là bọn con mới phải nghe theo lời ông ý, thu thuế tháng rồi. Ôi
thu thêm của mỗi hộ 10 đồng ạ. Thôi chết mẹ ta rồi. Mình cứ nghĩ là nó chỉ thu thêm mấy mụ hàng xén thôi. Có biết đâu cái thằng buôn rượu lậu ấy nó lại lừa mình. Thế chứ đi. Bảy đâu? Đi gọi ngay cho tao cái thằng Lý Thông đến đây. Dạ vâng ạ. Dạ, đức vua vạn tuế, vạn vạn tuế à. Bình thân, vắng người ít hôm mà ta thấy buồn quá. Nào, ngoài kia thiên hạ có gì mới hay nói ta nghe. Dạ, bẩm bệ hạ, hạ thần vừa đi thị sát ở phía bắc thấy một hiện tượng rất là lạ. Chuyện là thế nào, hãy nói ta nghe. Dạ, khắp nơi đều có người làm từ thiện công đức ạ. Họ làm đường này, xây cầu này, phát triển cho dân này. Mà ai cũng tự gọi mình là Lý Thông ấy. Sao lạ thế? Dạ lạ quá đấy chứ ạ. Chẳng lẽ ở đời lại có nhiều Lý Thông đến như vậy? Dạ bẩm, chúng nó cứ tự gọi mình là như thế đấy ạ. Có kẻ còn nhận mình là Lý Thông 2, 3... Thôi được rồi. Đất nước đang bị ngoại bang đe dọa. Dạ. Bao nhiêu ngân lượng dồn hết cho việc phòng thủ. Dạ. Không còn được nhiều tiền để tu sửa hạng mục dân sinh. Nếu được như thế thì cũng là mừng. Thì dân nghèo được hưởng lợi. Dạ, quả là đại phúc cho nước nhà. Muốn tâu bệ hạ. Bình thân. Giặc ngoài biên cương đang nổi lên. Binh lính của ta thì hết lương thảo, lại ở vùng rừng thiêng nước độc, nên rất ốm yếu, e khó cầm cự. Vậy thì ngươi hãy ban lệnh của ta về các châu tuyển gấp, không kể già trẻ, cứ nam nhân là tuyển. Dạ, tuân chỉ. Sao hôm nay quan anh lại có nhã hứng mời Lý Thông này đến đây để đàm đạo? Lý Thông, tiểu thương ở chợ kêu là thu tiền thuế hàng tháng quá cao, trong khi sổ sách tiền nong đưa về huyện vẫn như cũ. Ngươi giải thích thế nào? Cái này thì tôi thành thật xin lỗi quan anh. Hồi trước ấy, tôi nói là tôi bỏ tiền để xây chợ. Quan anh đồng ý. Rồi tôi lại bảo là xây xong thì cho tôi thu hồi lại ít vốn. Quan anh cũng đồng ý. Chứ tôi có tự ý làm đâu. Ta chỉ đồng ý cho ngươi thu thêm của mấy bà hàng rong thôi, chứ không phải là thành nếp như thế này. Đây, ngươi xem đi. Xem nào. Cái này nó không phải là cuốn sổ thu thuế của huyện. Đúng vậy. Chúng tôi là những người thực thi công vụ, cho nên thấy có gì bất thường là chúng tôi phải ghi lại đầy đủ. Đúng. Khoản nào nộp cho huyện và khoản nào nộp cho ông. Tôi ghi hết trong này. Này, chú đâm sau lưng anh giỏi lắm, mày cứ đợi đấy nhá. Lý Thông, còn chối tội nữa không? Hả? Ngươi dám giả danh huyện đi thu tiền bất chính của dân hàng ngàn đồng. Đúng thế. Tội không thể tha. Ê, dạ bẩm quan anh là tôi chưa nói hết. Chả là tôi có phần cho quan anh rồi, mà là phần hơn. Tôi chỉ dám nhận tí tí thôi. Nhé. Ngươi lại còn dám mua chuộc bản quan của triều đình à? Hả? Gớm. Có gì mà mua với trẻ chuộc. Không thì thôi. Mà này nên nhớ, lão, tôi có bảng vàng chữ vua ban đấy. Đố thằng nào dám động đến tao đấy. Cái gì? Nhà ngươi lại dám dọa tao nữa hả? Tôi không dọa. Nếu không còn việc gì nữa thì tại hạ xin phép. Dạ, bẩm quan. Thế bây giờ ta tính thế nào ạ? Tính cái con khỉ. Nó có mấy cái chữ của vua ban kia kìa. Dạ bẩm quan. Nhưng mà mình cũng sai. Bây giờ xử nó hóa ra là xử mình à? Hả? Dạ, bẩm quan. Hay là ta tìm cách tống khứ nó đi khỏi đây cho nó khuất mắt đi ạ.
ngươi có cao kiến gì? Dạ bẩm quan, triều đình đã có lệnh tuyển quân sĩ mới, ta tìm cách tống nó ra trận. Lúc đó thì sống hay chết còn là do cái số của nó nữa. Nhưng mà ta muốn đòi tiền về cho dân, và ta cũng muốn xử cho hắn phải tâm phục khẩu phục, chứ để hắn chết như thế này ức lắm. Dạ vâng, nếu như mà hắn còn sống sót trở về thì lúc đó ta lại xử tiếp. Còn trong lúc nó đi, ta tìm cách thu tài sản của nó trả lại cho dân ạ. Được. Dạ. Được. Vâng ạ. Ôi trời ơi, đừng bắt nhà con đi. Im ngay. Tha cho con với hả? Cho tôi. Mày đừng tùy yếu. Mày trốn mất được à? Các ông ơi, tha cho nhà con với hả? Nhà con neo người. Bây giờ đi linh, biết sống chết thế nào ạ? Này này, già cả bệnh tật mới được miễn nhá, còn không thì đi tuốt. Xin các bác tha cho em, nhà em chưa có một con dai nào. Còn các bác mày lên mà nói với chị huyện nhá. Đi chắc gì đang chết mà sợ. Đi. Trời ơi. Thôi chết rồi, chúng nó đang mặt lính. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Lão chị huyện để đăng thù mình à, hay là mình đẩy thằng Thạch Sanh đi? Nhưng mà đi bằng cách nào được nhỉ? Nếu lão chị huyện nhân cơ hội này mà bắt mình đi lính thì sao? Thôi chết rồi. Nắng thế chứ nè. Bà cho ông ấy ăn uống kiêng khem đúng như là tôi đã dặn. Dạ. Ngày mai tôi đến chăm cứu thêm lần nữa thế là ổn. Dạ vâng ạ. Mà nhớ đừng cho ông ấy ra ngoài nhá. Dạ. Trúng nắng trúng gió bố thầy cũng không chữa được đâu. Dạ vâng ạ. Thầy về nha. Thầy lại nhà. Thầy Long. Thầy Long. Cái gì? Thầy cho tôi hỏi tí. Anh hỏi tôi. Rước thầy về nhà. Rước thầy. Làm thế nào để giảm hút thuốc lá? Hãy bắt đầu bằng cách xúc miệng bằng Bony Smoke trước khi muốn hút thuốc. Bony Smoke sẽ kết hợp với nicotine trong khói thuốc làm mất vị ngon của thuốc lá, giúp bạn hết cơn thèm thuốc. Bony Smoke chưa từng thất bại. Chúng mày hại ông nha. Một lý trưởng trên đe dưới búa. Nuôi lợn. Dạ. Giết thay chó. Tao sẽ giải cứu lợn. Một chi huyện với những quyết sách ngu dốt. Giải cứu lợn đi. Một tân tri phủ luôn nhá. Rơi vào những rắc rối khó xử. Tôi sẽ kiện ông vì cái tội làm vợ tôi đẻ non. Tôi kiện ngài vì cái tội tổn tiệm vợ tôi nha. Cháu ơi là cháu. Nó đã chết. Một thầy lang kiếm lời trên thân xác của người bệnh. Con có bán thuốc giả đâu, con chỉ bán thuốc kém chất lượng thôi ạ. Lão thầy đồ này, lão ấy lấy lạc, lão ấy buộc chim của nó. Một thầy đồ là nạn nhân của quyết sách dại dột. Từ giờ đi qua đường này phải nộp tiền. Với nhiều tình huống hài hước sẽ đem lại cho mọi người tiếng cười liên tục từ đầu đến cuối. Thông qua đó, khán giả có thể thấy được những sự kiện của năm qua được công chúng quan tâm. Ông ơi, thế mà nó bảo ngày xưa nó buôn chửi đốt với bán thịt chó ông ạ. Các ca ký hát bài nào, nộp tiền lại bài đó. Chỉ được hát bài nằm trong danh sách này thôi. Tất cả có trong Chôn Nhời Năm, với sự tham gia của các nghệ sĩ: nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ ưu tú Minh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, và các nghệ sĩ Hiệp Gà, Hoan Hương, Phú Đôn, Hàng Kèo. Mất cả chỉ lẫn chài rồi, rồi ơi là rồi. Chôn Nhời Năm sẽ được phát hành trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Chả làm sao hết. Sức khỏe bình thường. Đương nhiên tôi mời ông đến đây không phải là để chữa bệnh nhé. Thế cậu mời tôi đến đây để làm cái gì? Tôi muốn ông chữa cho tôi từ lợn lành mà nó lại thành lợn què. Ông nghĩ sao? Ông dở à? Ông đùa tôi đi à? Tôi không dỗi hơi nhé. Ê, tôi không đùa, ông cứ ngồi xuống. Ông nghe đi, ông có cách nào làm cho tôi trông giống như là bệnh tật nhưng mà thực ra tôi vẫn khỏe mạnh, có làm được không? Vẫn chưa hiểu à? Tức là
ông làm cho tôi làm sao mà tôi đang bình thường thế này mà tự nhiên méo mồm, khuèo tay như thế này. Làm được không? Cái đấy thì cũng có cách. Có cách hả? Ừ. Nhưng mà này, nó có đau không? Đau đến cái dè. Nhiều tiền ấy thì không đau, mà ít tiền ấy thì này, tiền bạc thì đây không thiếu nhá, làm luôn đi. Chưa phải lúc. Bây giờ ấy, cậu ra chợ mua cho tôi con lươn. Cái lão này chưa làm mà đã đòi ăn cháu lươn à? Cái nhà anh này buồn cười nhỉ. Nhà anh cứ nghe tôi, ra chợ mua một con lươn cái, cắt tiết cho vào đĩa rồi mang về đây, có thế thôi. Thế hả? Thế thì xong luôn, đi luôn nhé. À, được rồi hả? Nào, mời ông ngồi đây. Thế ông thích méo bên nào? Hả? Bên này. Bên này hả? À được. Này thì bên này này. Nào, bây giờ thì nằm xuống. Nằm, khẩn trương, nhanh. Sấp bên nữa. Nằm sấp chứ ai nằm ngửa. Ê, được rồi, ngồi dậy, ngoảnh mặt ra đây cho tôi xem. Nào. Đứng dậy đi lại một vòng xem nào. Đi lại hả? Đứng đi. Ê, bình tĩnh. Ê, thêm mấy bước nữa rồi vòng lại. Trời ơi, tuyệt vời. Này, chỉ có thần đi mới làm được như thế này thôi đấy. Ông tự lấy tiền đi. Tay chân này không lấy được. Chết trẻ tiền không. Cảm ơn. Lấy một tờ thôi. Nghe tôi dặn thêm đây này. Nhớ là sau một tuần ý, vì tôi là bận công việc lắm, nên ông phải đến tôi ngay nhá, để tôi giải huyệt cho. Chứ nếu mà quên ý, là tật cả đời đấy. Nguy hiểm thế cơ hả? Tôi đi về đi. Rồi, nhớ là sau một tuần đi nhé. Rồi, tôi về. Đi. Cái thằng thầy lang này trông thế mà giỏi phết nhỉ. Anh ơi, cố ra ăn bát cơm cho nó khỏe. Sáng còn lành lặn, thế mà bây giờ đã ra nông nỗi này. Anh khổ quá. Anh ngồi đi. Cái chỗ của anh nó khổ. Thôi ăn đi. Múc anh tí canh. Anh để em. Anh ăn. Khổ
khổ, răng miệng thế này thi thoảng lại bị giật méo mồm nên uống vào vẫn chỉ rơi thôi. Chú gãy cái ngứa quá. Ở đâu? Ở đây à? Không, bên trái. Xuống dưới. Lên trên. Lên tí nữa. Bên trái. Đúng rồi. Lý Thông quỳ xuống nghe lệnh. Anh bảo ngươi quỳ cơ mà. Kệ anh. Tao bảo ngươi quỳ cơ mà. Dạ thưa anh, anh tôi bị bệnh nên bây giờ quỳ chỉ ra được cái dáng này thôi ạ. Thế đây là quỳ đấy ạ. Triều đình thông báo, này, tình hình giặc giã đang uy hiếp ở biên cương. Triều đình lệnh cho tất cả các thanh niên trai tráng tòng quân xuất ngũ. Khâm thử. Xét thấy trong nhà Lý Thông có hai xuất đinh, là phận làm anh, huyện lệnh cho Lý Thông xuất quân trước, cho một ngày chuẩn bị. Sáng mai hẹn ở cổng làng, cùng anh em trong huyện xuất chinh. Phôi phóng phong phàng Phật phế phai. Người vừa nói gì? Dạ, anh tôi bảo là anh tôi ốm đau tàn tật thế này. Phúng phổi. À đúng rồi. Đây các ông xem đây này. Ốm cũng phải đi, vẹo cũng phải đi. Mày chạy về bẩm với quan tri huyện ngay. Nói cho người biết, đã có những kẻ giả vờ bệnh tật ốm đau bị phát hiện, vừa bị phạt vẫn phải đi lính ấy nhá. Này anh tôi bị thật. Các ông nhìn đây này. Anh há mồm. Mở to mắt ra. Này, tay nó đây này. Bị cả người cơm có biết không? Phúng phó phải. Phó là gì? Chúng gió, không hiểu chưa? Sao? Có chuyện gì nào? Đứa nào dám chống lại lệnh của triều đình hả? Thưa quan, tự nhiên đêm qua tôi lại bị phúng phó. Phó cái gì? Mà trong quy định có nhất thiết cứ phải là ai đi không mà lại phải là tôi ạ? Dạ đúng đấy ạ. Thưa quan, anh tôi ốm đau bệnh tật. Tuy tôi và anh tôi không phải ruột thịt nhưng tình thân hơn thủ túc. Nay mong quan cho tôi đi thay anh tôi để chọn nghĩa làm em ạ. Anh... Người đâu? Dạ. Vào khám xem nó ốm giả hay là ốm thật. Dạ. Dạ bẩm quan, nó ốm thật. Dạ. Nguyễn Văn Tý. Trần Văn Hồng. Thạch Sanh. Ra chiến trường nhớ tránh xa hòn tên mũi đạn với em nhé. Dạ. Để em đeo vào. Nguyễn Văn Tèo. Em không sợ chết, chỉ lo cho anh thôi. Anh ở nhà Nguyễn nhớ Văn chữa bệnh, đừng làm việc quá sức nhá. Đợi em sẽ về. Nhanh không? Nguyễn Văn Quảng. Chú đi nhá. Điên thế cơ chứ gì? Cái thằng mình muốn cho đi thì nó lại không đi. Mà sao nó lại trúng gió vào cái lúc này cái chứ, khổ quá. Mà trúng gió sao không chết quách đi nữa, còn méo hồn cứ như là nó trêu người mình. Hả? Này, Tiểu thư. Này, Tiểu thư có phải là con của Mộ Tú không? Dạ, bẩm quan lớn, có chuyện gì ạ? Thôi, đừng sợ. Ta chỉ hỏi Tiểu thư một việc thôi, nhá. Dạ, phận là nữ nhi. Có việc gì để quan hỏi ạ? Ta nghe nói Tiểu thư sắp được gả cho cái thằng Lý Thông. Nhưng mà tôi không ưa anh ta. Ở gần anh ta tôi cứ có cảm giác sợ thế nào ấy. Hơn nữa bây giờ lại còn bị tàn tật.
À, phải chăng trong lòng tiểu thư có người khác? Phải. Người tôi thích là Thạch Sanh, chứ không phải Lý Thông. À, biết ngay mà. Này, ta có việc này. Anh... nhớ, nếu tiểu thư giúp ta vạch mặt cái thằng Lý Thông thì ta sẽ giúp tiểu thư hủy hôn ước và tác thành với Thạch Sanh khi hắn trở về. Nhớ. Nhớ. Họ Lý tên Thông đâu rồi? Mở cửa ra. Ai đấy? Tiểu thư, tiểu thư đến thăm ta. Tiểu thư. À, không làm cái gì đấy? Tôi đến là để bảo ông hủy hôn ước đi. Sao lại hủy? Trông ông giặt dẹo như thế này, làm sao mà cưới được vợ? Giặt dẹo là giặt dẹo thế nào? Tiểu thư không biết đấy thôi. Thì đấy, tôi biết hết rồi đấy. Chỉ mấy ngày nữa là ta lại trở lại bình thường. Nhìn thế này á, đợi ông chữa khỏi bệnh, chắc là tôi chết già mất. Chuyện này tôi chỉ nói cho mình tiểu thư biết thôi nhé. Cái này là do tôi tự nghĩ ra đấy. Tôi mời thầy lang đến châm cứu cho tôi. Châm cứu. Để tôi thành ra như thế này để khỏi phải đi lính. Nếu tiểu thư muốn nhé, tôi lại mời thầy lang đến châm một phát thì lại bình thường thôi. À, tôi biết rồi. Vậy thì xem đợi ông. Ok, tiểu thư. Muốn tâu bệ hạ, ngoài biên ải quân ta liên tiếp thắng trận ạ. Hay lắm, vậy thì ngươi hãy thay ta ban thưởng công trạng để kích động ba quân tướng sĩ. Tuân chỉ. Dạ, bẩm hoàng thượng, hạ thần vừa mới trở về. Ta vừa nghe một tin mừng, còn ngươi không biết tin mừng hay tin dữ? Dạ, cũng là tin mừng ạ. Nói mau. Trong nước hiện tượng Lý Thông vẫn nổi lên ở khắp mọi nơi ạ. Tốt. Dạ. Tốt lắm. Dạ. Có khi ta lại vi hành một lần nữa để xem thế nào. Ôi dạ, nếu mà bệ hạ đi được thì tốt quá. Sẵn mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, bệ hạ đi để thưởng ngoạn phong cảnh của đất trời luôn ạ. Vậy thì ngươi thu xếp một thời gian nữa để ta đi một chuyến vi hành. Dạ. Lo 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 lo, Thạch Sanh thắng trận trở về. Lo 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 lo, lo 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 lo, Thạch Sanh thắng trận trở về. Lo 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 lo, dạ. Lo 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 lo. Nào, to lên, thổi to lên, cái thằng này gõ to lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, nhanh chân lên nào, nhanh chân lên, thằng đi gõ to lên nào. Ôi bác Lý ơi, bác Lý ơi, bác Lý ơi, bác Lý ơi, tôi đang chân trở về rồi, còn cưỡi ngựa oai phong lắm. Nó vẫn còn sống à? Còn sống. Đi, 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 nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Ông ơi, ông cho con xin mấy đồng, con đói quá. Tại công lý, ông nào ơn làm phước ạ. Cầm lấy, con xin ông lý ạ. Cầm lấy, rồi đi đi. Này ông nhà, cầm lấy rồi đi đi. Hả?
Hóa ra lại là ông à? Này, trước kia ông bảo với tôi rằng tôi càng giàu thì lại càng bị mọi người khét. Và tôi giàu thì em tôi sẽ nghèo. Đúng. Nhưng bây giờ thì ông thấy đấy, cả hai anh em chúng tôi đều giàu mà vẫn được mọi người yêu quý đấy thôi. Cậu đừng vui mừng quá sớm. Thôi ông cầm lấy rồi đi đi cho khuất mắt. Nè, đừng để ta nhìn thấy mặt ông nhé. Nhưng mà dù sao á, cũng phải cảm ơn vì những lời nói của ông đã giúp ta có động lực để làm được nhiều việc nhớn như bây giờ nhé. Con người ta có số cả rồi. Nếu tu nhân tích đức, may ra còn cải được đôi phần. Còn nếu giả dối thì không giấu được trời cao đâu. Ông nói gì? Mà thôi, ông biến đi nhá. Chúng mày đâu? Khiêng lão ăn mày này quẳng ra chỗ khác cho tao. Dạ. Nhanh. Xem lời tao nói có đúng không nhá. Tất cả đi. Mấy thằng kia nhanh. Nhớ lời ta nhá. Ôi mấy cái đứa này dở bước lên nào, không khỏe lên nào, không khỏe lên nào, khẩn trương nào. Đi lên mạnh lên mạnh lên mạnh lên. Quá cơ. Tiểu thư xinh đẹp quá. Đà tạ. Vào đi vào đi vào đi. Trời ơi, phấn khởi quá. Đại ca, em đã về rồi đây. Đại ca. Ôi, chú Thạch Sanh. Đại ca. Đại ca khỏe thế này, em mừng lắm. Cảm ơn đại ca đã cho em cơ hội để lập công. Nếu không đi thay đại ca, chắc giờ này em vẫn chỉ là một thằng bán rượu. Ơn trời, may quá chú đã trở về rồi. Không những trở về mà em còn được phong là tướng quân. Từ hôm nay em sẽ bảo vệ anh. Nào, vào nhà đi. Ô, chú đã về rồi đi à? Ôi trời ơi, may quá, mừng quá. Này, anh chú hôm nay cưới vợ đấy. Ô, vậy là nhà ta xong hỷ lâm môn. Đại ca, thế là em sắp có chị dâu rồi. Nào, thôi đi vào nhà đi. Đại ca, vào nhà đi hai chú. Vào đi. Giờ lành đã đến. Mời cô dâu chú rể bắt đầu làm lễ. Nhất bài thiên liệt. Nhị bài cao đường. Quái đi. Khoan đã. Đứa nào phá đám gì hả? Ta đây. Này huyện quan, tại sao giờ này lão mới đến hả? Mọi người nghe đây, ta có điều này muốn làm sáng tỏ trước bàn dân thiên hạ. Ôi, cố vật này muốn gửi trả lại ông. Nào, anh đưa em. Đúng rồi, đây chính là ngọc bội của anh ta. Nè, mày đang cóc của ta, bây giờ còn dám mang trả hả? Người cứ nói sự thật, đã có ta ở đây rồi. Thưa bà con, tôi tuy ăn mày nhưng tôi không ăn cắp. Tôi nhặt được viên ngọc bội này vào đúng hôm cháy chợ do ông Lý đánh rơi. Và thưa bà con, chính ông ta là người đốt chợ. Này, ta là người chuyên đi bố thí cho các ngươi nhé, mà các ngươi lại dám vu khống với ta hả? Đúng hả? Ta không tin anh ta là người như vậy. Tôi thì tin. Thưa bà con, tôi là người chuyên thu thuế ở chợ vùng này, ai cũng biết. Đây là toàn bộ chứng cứ về việc Lý Thông
thu thêm ngoài thuế của bà con. Việc này tôi đã bẩm báo đầy đủ với huyện quan. Này, ta làm như thế nhé, cũng là để phát triển, làm đường, làm chợ, làm cầu. Thế mà các ngươi lại đem làm ghen ghét với ta. Hả? Hả? Còn ta, ta cũng có chuyện muốn nói đây. Cái gì đấy? Này, nàng sắp làm vợ ta, mà nàng định làm gì đấy hả? Lý Thông đã giả vờ liệt nửa người để trốn lính, trái lệnh triều đình. Nàng, các người được lắm. Thạch Sanh, em đừng có tin, anh không bao giờ làm như thế với em đâu. Này, ta nói cho các người biết nhá, em ta bây giờ đã là tướng quân, các người đừng có mà bắt nạt ta nhá. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Này, em nhờ. Ta đây, chính ta là bằng chứng đây. Dạ bẩm quan, thưa bà con, cũng chỉ vì tham tiền mà tôi đã làm cho Lý Thông liệt nửa người, méo mồm. Và chính tôi cũng đã giải huyệt cho Lý Thông lành lặn như bây giờ. Các người là lũ ăn cháo đá bát. Các người hùa nhau để hãm hại ta. Các người nhìn kia, kia là chữ vua oan. Ta sẽ luôn luôn được miễn tội. Các người làm gì được ta? Hả lũ vua ơn? Hả? Hả? Còn cô, tôi đã làm gì cô mà cô lại đối xử với tôi như thế? Hả? Cút hết! Dạ bẩm quan, hoàng thượng giá lâm. Lui ra. Dạ. Ok anh, quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Tất cả bình thân. Lý Thông nghe đây, ta đã được quan tri huyện bẩm báo khi về đây, tội ngươi đáng muôn vạn chết. Ta những tưởng có một Lý Thông nhân hậu giúp đỡ người nghèo, những tưởng có một Lý Thông làm tấm gương để cho trăm ngàn, trăm vạn Lý Thông khác soi chung mà học. Đằng này, ngươi đã phụ lòng tin của mọi người để tư lợi cá nhân, đã phụ lòng tin của trẫm và muôn dân trăm họ. Ôi hoàng thượng ơi, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng với hoàng thượng ơi. Chú Thạch Sanh ơi, chú bây giờ thì đã là tướng quân rồi. Chú cứu anh đi. Ôi hoàng thượng ơi. Tất cả đã rõ, nay thu lại chữ vàng và giao cho muôn dân trăm họ kết tội. Vì ngươi đã câu kết với quá nhiều người, tội ác và ân tình như nhau. Tội đáng chết. Chết đâu là đúng. Bà con trật tự nghe quan nói. Muôn tâu hoàng thượng, Lý Thông chỉ là một tên bán rượu, mọi chuyện đều ở chợ mà ra. Công tội như nhau, chi bằng cứ để cho hắn sống, rồi đẩy đi biệt xứ, thông báo cho tất cả mọi nơi trong cả nước, không nơi nào được dung chứa hắn, để cuộc đời hắn cứ phải đi lang thang, không bao giờ được ngưng nghỉ. Lắm. Đây cũng là bài học cho những tên Lý Thông trên khắp đất nước này. Không biết ngoài kia liệu có bao nhiêu tên Lý Thông làm những điều tốt thật, hay cũng chỉ là những tên giả danh Lý Thông để làm những việc tư lợi cá nhân. Ý chỉ. Ôi,
Anh, đưa tay cho em. Nào, lên. Chú về đi, đừng theo tôi nữa. Mọi thứ hết rồi. Anh đã sai, nhưng anh vẫn là đại ca của em. Mà tại sao chứ? Tại sao cứ phải giàu có? Tại sao cứ phải nhiều người biết tới? Cuộc sống không phải bình yên là đủ rồi hay sao? Chú không hiểu à? Khi chú bị hành hạ, khi chú bị tra đạp, chú bị đánh khi giúp họ, và đến đường cùng thì chú sẽ phản kháng lại thôi. Tôi muốn bình yên, tôi muốn bình yên nhưng người ta không cho. Còn chú, chú luôn ở sau tôi, được tôi bảo vệ, được tôi che chở. Chú có biết sự chèn ép của người đời dành cho tôi không? Thôi, chú đi đi, chú đi đi, kệ tôi. Năm Mậu Tuất, xin chúc toàn thể bà con đi vi hành, đi du ngoạn, được sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tôi, Chi huyện, xin chúc tất cả bà con trong huyện ta, chúc tất cả bà con buôn bán trong chợ, khỏe mạnh, may mắn, làm ăn phát đạt. Họ Thạch, tên Xanh, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các quý vị khán giả. Xin được chúc nhà nhà no đủ, gia đình ấm êm, tài phúc vẹn tròn, vơi rồi lại đầy, giống như nồi cơm của Thạch Sanh. Lý Thông tôi xin kính chúc quý vị khán giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chúc bà con vui vẻ mạnh khỏe trong cái dịp Tết Nguyên Đán.